Đồ gỗ Thiên Phú, chất lượng khẳng định trên từng sản phẩm. Bạn mang gậy và xem nha em ơi. Không cho hớ à? Như nào? Chắc ra lập trận mới. Ra sâu mạng đi nào. Chắc trận mới sao? Chứ? Đấy, từ đúng rồi, bên bạn nhận thua luôn, 1-0 chơi 4. Ngáo vãi nổi. Yes. Vừa phải thôi. Và một vàng em ơi, quay quân cả. Anh em đã order, đã chọn được món nào chưa? Đây, bạn biết khi phải phút cho em. Comment tiếp tục ở trên khung comment này này. Bạn được một vàng là con gì kia? Thế 4 trận 2. 6. 6 à? À 16 à? Ca ca. Ôn ngoan không lại bây giờ. 9. Mà sao gọi? Mình là Min. À Min à? Họ là ca ca, mình là Min. Mình là Minezip ở Vạn Hơn. Vạn Hơn tí, hơn tí, hơn tí. Minezip đối đầu với Katasam. Minezip đối đầu với Katasam. Đơn vị đồng hành đó chính là GT Chen. Ok, mọi người sẽ đến với trận 2 C4 rồi. Quyết định lắm ơi. Rất là đẹp và xịn. Đã đồng hành cùng với Chim Sẻ Nam Studio và đồng hành cùng với Clan FS. Bên mình chỉ có từ cửa hòa đến thua thôi, nhưng mà thôi. Quân hơn là cứ gáy đã. Và Min Oan dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. À, quả đậu. Ôi. Rồi, ăn được 5 cây chấp nhận được rồi. Quả đậu 6 đến từ bài Min Oan này. Chúng ta còn đang xung cu và đồng lưng cầm đế dít quả đậu xa. Thủ kỹ thuật 7 cây. Đặt tai nghe lên và đeo vào. Thao tác của Trần Bé Lu rồi các bạn. Đấu ai thật sự luôn. Ok. Đó 7 cây đấy, ví dụ Nam Sông Kiêu Egypt theo góc 9 giờ. Nhắc tai nghe lên và đeo vào. Rất ghê gớm. Đến đâu rồi đó đây. Về lúc cứ vừa đánh vừa gáy các bạn. Cay là quả phụ đây rồi. Rồi voi bò quả bài đẹp rồi các bạn. Yêu đâu thì kiểu gì chả có. Đấy. Rồi con voi đưa về bầy yêu đây rồi. Bài đẹp đến từ cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Ra cần phải khi đấu này các bạn chứ không thì toa. Con voi đầu tiên đã đưa về đến thủ chim sẻ và đang cố gắng dò lên mặt tại 2 giờ. Ta sẽ chuyển qua mặt máy của game thủ Nam Song Kiêu. Bầy yêu đưa về 5 con đây rồi. Egypt nhìn qua mặt 6 giờ có rừng đây. Nói chung là bài khung đối với thủ Nam Song Kiêu. Bài rất dễ khung. Và bóng đỏ. Đi đây. Vậy là còn 2 con hiệu nữa đây là Nam. Dần đi dò mà chưa thấy thêm gì cả.
giải quyết hiệu này rồi. Đến lớp trên kia đang hot liên tục đấy em ạ. Đến lớp biết là trong kèo đấu này chỉ có từ cửa hòa đến cửa thắng thôi. Rồi giữa nhà đôi sư tử nhá. Mà nói chung là cũng xa. Với 6/20, bài vẫn thiếu đồ nên từ Nam Sung Kyu gỗ đầu siêu xa của Exit này rồi. Ôi. Không e đi. Rồi đây là ép đầu, không còn xa thế. Đây là ép đầu đến từ viên thủ Nam Sung Kyu với bài đấu này. Bắt đầu dân quả đầu đứng nhìn nhau rồi. Ở gần khả năng gỗ và xem Nam có cơ hội có bao nhiêu về không. Đúng đâu. Xa quá. Không thấy gì ăn thêm ạ. Chết tôi rồi. Tập đen này sao? Có gì không? Và thêm bầy yêu để cho thủ Nam Sung Kyu với bài đấu này thôi. Bài đấu nhìn qua rất là xấu đến từ cái Exit này. Chúng ta có các bài cầu thủ chim sẻ. Còn thứ hai được đưa về. Đây là BB. Bài đấu đang có một đôi voi, một bầy yêu màu quả tới từ nguyên thủ chim sẻ nào. Anh đối đầu với Stand Up và Nguyễn Vũ. Chúng ta cũng 19 giờ 6/23 dân. Thông tin báo về bên kia bên nhà 6/23 dân. To à. 6% đánh 23 dân. 2 6% là không đi giỏi. Nhiều khi anh em 6% đi quả đầu. Hai mươi lăm dân BM và đây sẽ là BL đến từ cái thủ chim sẻ với một con Biman như thế này, ý đồ khung nhà rồi, chén tương bừng. Và đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn hiện tại thì chim sẻ nắng studio và FBS đang kết hợp cùng với đó là hai người chợ, đó chính là tập đoàn đồ gỗ Thiên Phú và nhà đầu chợ Fujike. Fujike là một đơn vị chuyên cung cấp ghế massage uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Và nếu như mà anh em nào đang muốn tìm mua một chiếc ghế massage, các bạn có thể tìm tới với nhà đi chợ Fujike chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Lao Ninh ngoài cổ tê liệt chân tay vì ngồi một chỗ quá lâu khiến anh em dùng hàn phòng khó chịu, làm việc kém hiệu quả. Còn ghế massage Fujike giúp bạn bay sự khó chịu này. Anh em ngồi lên ghế massage bật chế độ kéo giãn, chỉ sau 15 phút anh em lập tức lấy lại trạng thái hưng phấn đỉnh cao. Anh em gọi ngay hotline 0853 055 555 để được tư vấn nhờ. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Ủa, vâng, 2L lên đời rồi nhá. Bí bì, có lạc đà luôn, hay ơi. Bài Kata lên đời rất sớm đấy, bí bì. Một L đến từ thủ chim sẻ, kéo dân về. Summer về lớp chưa lên đời. B không? L2. Vậy là L2 đấy, chia sẻ. Là tôi xin được rồi anh em phải nói. Lớp trên đời đâu, bài sẻ cũng còn thẳng lên. Làm sao lọt nhà bên lớp chưa? Bên lớp lên đời rồi. Nam lên đời chưa? Đây là Nam. Cũng đã lên đời. Lớp Nam cân nhau, sẻ 1 mi. Bài bên lớp cũng kín luôn BB rồi. Chỉ 1 B bên trong. 30/48 là thằng này đứng được chim sẻ. Đang xanh hết là đà sang chém bên lớp rồi. Cứ đứng im đấy, đợi đi trong phù rồi. 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 Đợi đi trong phù rồi.
nhá. Thank you, thank you, thank you. Quá nhiều thao tác đến từ chia sẻ cho bị bạn nào phạm vào lửa nhà. Nếu rằng những lợi chém với lớp mình kích luôn thì số đây là chúng ta để mới chặt bản lên. Chịu. Lọt thế thì thank you anh mà bài 2L khung nhà không bánh xe để lọt thì quýt. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo thôi. Ui dồi cái bài. Ghế massage Fujike xin kính chào quý khách. Fujike với hơn 2.000 chủ đội ngũ nhân viên phục vụ đều thấu hiểu, sẵn sàng phục sự, mang khát vọng trở thành thương hiệu số 1 trong lòng khách hàng. Fujike coi sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Fujike luôn nỗ lực hết mình để mang đến những sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động nhất, luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp phục vụ quý khách tối ưu nhất. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Vào đây, vào đây, vào đây. Để mang đến cho anh em thôi. Đang order cho sẻ một bầy voi bú cả. Order cái gì? Chọn bản đấy. Có mì không? Nhà đúng không? Chỉ nhà thôi. Ai cũng nhắm bản đấy, không chọn thì bản đấy một đời nhảy sang cả bảng B nữa. Ai cả? Hai bóng vàng là con bên mình. Samia đối đầu với hai min ở trong trận đấu này. Với các bạn hai min đoàn anh em ơi. Samia. Ok, trận bản lề C4 rồi. Quân này nhìn hơn rồi. Cố lên anh em ơi. Không nghĩ được mày. Sao thác nghỉ ở lớp mình thì đầu làm sao nghĩ được. Không hiểu mà nghe anh giỏi rồi. Và như vậy đây là Samurian dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này quả đầu 7 cây. Quả đầu 7 cây cho game thủ chim sẻ. Vừa đánh vừa trên vừa hôn quýt đấy các bạn. Cay quá. Nam Suku quả đầu 6 cây ya. Đây quả đẹp rồi. Nghĩ đi em. Đấy, bây giờ nghĩ đi. Đấy, không nghĩ được nữa. Anh nghĩ đâu em á. Chém trong nó, mỗi thế thôi, thủ phụ ra. Đấy, bây giờ game thủ, bây giờ phải đợi bình luận viên nghĩ hộ đi. Bái cái không bình luận nữa. Anh chỉ lượng thế. Thế như nào? Không biết làm gì thì tao mới nói. Mày bị yêu về. Lúc nói đúng, lúc nói sai chứ. À, yêu đầu 6 con đây rồi. Có rừng. Nhà Nam Sung Kiu. Bố đầu cũng hơi sạc chút xíu. Yêu đầu đưa về là đẹp rồi. Với bầy yêu này thì hoàn toàn có thể đồ đẹp kích chín được. Đây, bầy yêu giải quyết rồi. Nam vào bì giò. Sau đó luôn đưa yêu về. À, đôi voi Summer đây rồi, yêu đây rồi. Thiếu mỏ quả nữa thôi. Đưa nước đôi voi này về. Có rừng trên mặt 12 giờ. Ở đây có voi đầu tiên. Có đồ lùa về. Yêu đầu đâu mà xa thế nhở. Yêu đầu ở tận dưới kia thì xa quá. Ôi, 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 ôi. Summer câu voi chết sân.
bác còn thề gỗ em chưa? Rồi, bách nhục kìa em ạ. Mỡ câu vòi trên dần. Không bằng Hải và Diều. Cày. Nè các bạn ơi, không có đây là không có đây là sắp mơ không vòi trên sân cả. Ủ thật đấy. 4 vòi. 5 vòi. Ôi giời, giữa nhà có bầy hiêu nhờ ông em ơi. Ờ, ú đi. Quả phụ đây này. Không à. Lại vẽ nam xuống kinh tế đồ khan chê bầy hiêu ẩy này luôn. Ok. Ở đứng trên nữa, chỗ này không kế gỗ này mắc đâu. Để quên vòi được rồi, vòi thứ hai. Cây nhờ, sống mơ của vòi trên dân. Chịu, không giải thích. Chết là chết. Đấy, nhưng mà mấy thằng em chết thì bảo thôi, đừng có lý do. Mình chết thì mình phải giải thích kỹ. Cày. Vòi thứ ba thôi. Thì thôi. Không có lý do nữa. Nam Sông Kiêu quả phụ đầy hiệu rồi. Quả phụ 5 cây. Bài cầm IA. Nói chung là đội bản 2 min 1 thì chắc là sẽ có 1 min 1 đánh cung A thôi. Và việc của Nam Sông Kiêu đơn giản. Ép đời tốt, chém đi đã. Và đợi đi cùng với chim sẻ bắn nốt với ông đánh cung bên kia là đẹp. Đấy, trên bấy hiệu nữa rồi. Thế là cũng 2 hiệu 2 quả rồi đúng không? Bấy hiệu kia cũng khá là gần. Cười. Rồi, 747, 25 dân. Của bấy hiệu cũng rất là to đấy, Nam. Hiệu 7 luôn, đẹp. Rồi, đế rồi. Hay nhờ, cho dân ra ngoài đóng ép luôn. Có thêm vòi. Khỏe nhá, bài này thì không cần phải nghĩ gì nữa rồi anh em ạ. Bài này thì không phải nghĩ gì nữa rồi, không phải suy nghĩ gì nữa. Bây giờ anh vẫn tù nữa thì đúng là chỉ có thể là chân bé đù thôi. Không phải nghĩ cái gì nữa. Bài này cảm giác không chém được thì để anh. Và những cái bài đấu như thế này thì đúng là thôi chém được. Đây là 100, để cho cái thủ về lớp. Rồi, con dân dưới nhóm điều kiện thì chắc chắn thừa. BL thiếu gỗ đóng BM. Rồi BM. Quái đấu sẽ kích đời trong đầu 10 với 25 dân tới từ Nam Sông Cù. Quyên 10-19. Không phải nghi ngợi gì, đi ăn vàng. Công giáp. Sẽ kích 14x, Nam kích 11x. Do để đi, còn đôi voi xong kinh đời và bấy hiệu quả phủ đang ăn tè le. Đủ gỗ tăng L2 luôn. Có L2 không trẻ nhờ? Thôi nhá. Và không kịp búa thì nó khóa được cái ngựa giò rồi. Gặp lên lớp 7 chết luôn. Rồi sang bên kia cho ai đi nào được nữa. Vẫn đâm đầu đây. Trả giá. Có lên đời cân mày đấy. Trả giá. Ờ. Đây rồi, vào một đơn. Làm con voi nữa đi. 1P à? 1P lên Nam Sông Kiêu. Xuyên đây. Xuyên lớp đều dân Nam Sông Kiêu nhưng mà không hề đơn giản. Làm tặng một dân đã không có nhiều. Bất có giò không giáp chưa, đau quá. Làm bay ngay trăm thịt. Hay kín gỗ. Thành công. Rồi lên. Chém thì chắc thải ở bên kia thôi. Chỗ này bò kín hết rồi. Ok. Xẻ nó bắn bỏ ruộng đối phương. Xẻ bỏ vàng. Ơ, bò kéo thế. Phù luôn. Tháp 2 là 29 đến từ cái thủ Nam Sông Kiêu. Đến lớp bò nhà rất là khéo léo. Cuối cùng thì vẫn hoàn. Cho dân ra ngoài.
Cho ăn. Rồi, ba. Rồi, đứng đây thôi. Giật đi đâu? Giật đi đâu? Giật cái gì? Giật trên kìa. Nhầm đấy. Họ làm hai lần đài luôn, thơm như chào chó anh ạ. Rất thơm, đến đây đang phụ ngay hai lần đài với lớp. Đây, nhốt hàn phụ trong này, anh vào đây. Sợ quá, chém tí đỡ sợ. Vào đây. Rồi, mình nhìn sao rồi. Đây rồi, đang chém đây. Sẻ tham mai là 44. Lớp đang cố gắng câu giờ thì BB thôi. Chắc là với lớp cầu đến thế thôi, cầu lắm thế. À, đây rồi, đuổi theo đây rồi. Đây. Tham mai là 45 đến đủ của chim sẻ. Thế trận 2 đến 1 rõ ràng rồi. Vào luôn đi mà đây. Gì đấy anh lớp. Vào đây. Bắt nốt điện em ơi, rồi sao? Cung A đã là hai áo đi vàng ngoài. Nam ơi, công phu lên bắn chết mỏ vàng của màu 4 đấy em. Công phu lên ôm mỏ vàng màu 4 đấy. Đi khỏe đấy nhá. Cung nhà rồi. Điểm vàng rồi. Quảng vào làm tí dân ăn vàng đội bạn mát. Giá ruộng khỏe lại em ơi. Ở nhà có phù rồi, không ai đánh đâu. Đứng ra thỉnh thoảng xả vào cái cung A này, xả vào cổ vàng thôi. Nên nghe ra đủ sao đấy. Cũng dân ra ngoài ăn vàng ta. À đây, cái này hở nguyên. Toàn vàng của ông bầu 4 đi. Đợi ăn. Bảo là tôi phù lên cho cổ vàng nó cho nó bay luôn đi. Cũng dân ăn vàng kia cho xong luôn. Ok. Hàng này 41. Cái này cái mỏ vàng dưới, chứ không ăn vàng dưới không? Có không ăn được vàng đâu. Rồi, thằng lại 41, đừng quên anh ơi. Buồn rồi anh lớp ơi. Rồi, tỷ số là 2-1. Cũng phải hô lên mình quýt cơ. Rồi anh cũng chờ đợi với trận chung kết sớm rồi các bạn ngay sau đây thôi. 2-1, dành cho một đội chim trẻ đám 5 sông kiêu. Chúng ta sẽ có thể xử lý đi luôn rồi đấy. Chết luôn rồi. Rồi. Rồi anh cũng chờ đợi với trận chung kết sớm rồi các bạn. Chào quý khách. Fujike với hơn 200 điểm trưng bày sản phẩm trên toàn quốc, đội ngũ tư vấn tận tình, thấu hiểu, sẵn sàng phục sự và khát vọng trở thành thương hiệu số 1 trong lòng khách hàng. Fujike coi sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Fujike luôn nỗ lực hết mình để mang đến những sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động nhất, luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp phục vụ quý khách tối ưu nhất. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Vào đây. Muộn rồi anh em ơi. Chỉ số điện thoại hotline thì có thể gọi. Bên phía chiếc cho bạn đấy. Yes. Một vàng, ok. Quay quân nhái. À, bỏ mình thế. Makata đối đầu với Sam Baby anh em ạ. Được à? Summer Baby. Có phải nghĩ không?
Đây là bài đấu Max C trong tay của game thủ của chim sẻ nhám. Như vậy đây là bầy hươu đầu đến từ chim sẻ và đang chưa thấy quả đầu đâu cả. Đây rồi. Bỏ quả đầu 6 cây cho bài đấu này. Bắt đường cao, cày đấy. Quả đầu 6 cây đến từ thủ chim sẻ. Với bài đấu được cầm như là Maxe. Natsuki cầm Kata, quả đầu 6. Hai nhà đều quả 6 trong trận đấu này, được bạn là Summer Baby. Là con Maxe khá là khó chịu với thủ chim sẻ đây rồi. Ồ hồ, nó quýt em ơi. 5 cây. Yêu đồ. Chỗ này đóng end đôi, giờ tìm đôi voi nữa, mong bêu. 3 voi đi cho nó khỏe. Không thấy voi. Mấy yêu đồ tầm 6 con đến thời chủ chim sẻ rồi. Mọi người là yêu bài, muốn lùa về luôn. Bài cầm Maxe gần góc 6 giờ. Đến góc 6 giờ này có cái rừng có thể khung nhà. Nếu khung rộng từ cái BE này thì nó rất là rộng. Thêm vòng nữa đi dò và lùa về yêu này về thôi. Và mặt máy nguyên thủ Nam Song Kyu đang lùa yêu Katarian. Bây giờ vậy là 6 con hươu lùa trước về 4 con nhiều nè. Các bạn cháu có xe giò tìm đồ ăn. Cái bản đồ này vương cánh rừng. Rồi lùa nốt 3 hươu này về thôi. 9 nhà Nam Trung Kỳ liên quan đến ở đây. Mười sáu trên 20 đó là thắng lợi giải thì cho bài đấu này. Sẻ thì đang có 17 dân, thế bảo hai quả phụ rồi. Nhìn nhà này khung có vẻ khá loằng ngoằng rồi em ạ. Còn một quả phụ bên ngoài nữa. Bây giờ đóng cái đầu ở đâu đây? Chắc là rừng dừa này rồi. Cái dừa rừng thông đây. Không có voi và Maxe này. Không, cái này rộng quá. Chóng à. Baby lon, hay rồi. Không gặp sân mơ là được rồi. Sân baby chọc cho nó đau. Ăn đây. Đến chỗ quả phụ thì dừng lại được. Rồi đây là quả phụ đầu tiên. Không có một quả trong hốc nữa. Không biết là Vlog có giỏi như thế này không. Cái nhà này bạn cũng khá gần ở đây. Bạn sẽ đánh cu Nga. Sẽ đánh cu Nga với bài Maxe này. Nhưng mà em có khung hẳn ra cái bên kia không? Bảo Nano Bo hộ cho cái gì thì bo. Rồi kích, như vậy là 8 phút 05 với 26 dân. Và thêm một bầy hiệu nữa, thêm một quả nữa. Đánh cung Nga anh em ạ. Tránh cường Moel nhá. À chào bạn cường Moel. Map này nhìn quen thế rồi, nhưng mà map này đi rồi. Cái này map thắng đấy. Đế chế động viên làm sao? Thế ông chửi. Động viên tinh thần mà đánh thì BB M ở đây nữa. Đây BB căng chéo đây. Ừ, thì mày trắng luôn đi, được chỗ gì nữa. Mày đánh chém thì chả trắng. Đây mày BB ở đây được rồi. Rồi, bỏ rồi.
Maxe nâng cấp chặt gỗ. Đợi gỗ làm thêm VE đỡ ưng kín hạn. Rồi, xong. Nâng chặt gỗ xin tê. Thì lực vẫn còn từ những cái mỏ quả này là chưa vội ra ruộng đã. Em có comment được thôi, bởi vì hôm nay là đang quảng cáo cho bên chơi. Yếu ra bây giờ sẽ là từ cái chỗ BBBM này anh em ạ. Các bạn đụng vào BBBM này sẽ rất là đau. Nam trung kim đánh 24 dần sẽ đẩy tôi lên chặt lớp rồi. Nam tham lai là 25/28. Giờ còn phải bò nhỏ. Có giò đến cho BD đi tầm summer đánh chém. Bây giờ đến cái bên cung à. Nam bị chọc chéo nhưng mà các bạn đẩy giò rồi nên là đánh giò thủ luôn thôi. Chọc summer thì cũng khoai anh em ơi. Đó là biết sẻ đánh cung rồi đấy. Lai ruộng mình cánh hoa ở đây. Đi luôn. Ok, BB đấy hở không đấy? Ồ, kín rồi. Có T của cái lớp để sang. Cấp bánh xe. Cái lớp đánh cung và có lạc đà rủ nhà đấy rồi. Chưa mất dần nào, hả cả một T đổi lại. Còn bắt nó được dựng sò. Chém thủ với chị trẻ thôi. Hai kín gỗ, trẻ thiếu gì? Cho vào trong cái được. Đây này cái. Rồi bò bè đi. Hôm nay là 27/48 cái bài này. Đặt đội ta đánh thủ, T đẩy đi, dân của bạn đập rồi. Chủ yếu sẽ là cái BE ở BB này. Còn bên công cho Y. Này. Giá đơn quần. Bố cháu chiêu. Đã biết là nó sẽ dình dình công cái gì rồi. Thủ y rồi. Nhưng mà A lên K vào mồm. Summer dã K nhanh quá. Rồi trên K, trên K rồi. Gọn nào nhưng mà làm chưa. Cày thế nhờ. Rồi hơi bất ngờ đấy. Nam vào trong thủ đấy. Hai lạc đà đi trong thủ đấy rồi. Tìm K vừa cho đi cày đi. Cục cà yếu quần. Ngày trước đây chỗ mỏ vàng đây là xuyên lên kìa. Chỗ PA gần nổ rồi. PE này. Đấy kìa, bắt đầu lạc đà Nam, nhìn mấy xe, nhìn mấy xe. Kìa ở dưới. Ừ, đấy chém đi. Chuyển sang đánh Y anh em ạ. Còn 2 lạc đà cho, còn 1 lạc đà. Vơ, vẩy rồi kìa, vơi, vơi, vơi đấy. Xem có chạy đâu rồi. Rồi ba 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 chút là này xong. Rồi ra cái rùi ca đây. Rồi rùi ca 32. Đập luôn. Vào đây. Đang chán đời. Chết rồi đấy. Ra đây. Cũng ca rồi. Rồi xem bên lớp chuyển nào nhá. Và đóng A rồi xong lại chuyển lấy Y nâng công cũng kiểu nâng trên 3 anh mà. Ra đây kìa. Rồi. Bò rồi. Còn ra nữa. Chuyện qua đây. Này. Rồi đang chuyển lớp rồi, phía lớp chưa chuyển A đâu. Khả năng chuyển A đấy, đang chuyển A hay sao ấy. Không thấy có nhiều kinh cơ đâu. Ok ok. Ok. Chết 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 chết. BB đi công ca chắc là lực cũng không khỏe đâu. Nổ ca rồi. Bây giờ tập trung đi xiên đi. Đến gỗ 2 đến từ chim sẻ. Trận đấu vẫn đang rất căng. Ok. Ok. Vàng ok. À đây rồi. À sang xiên nhà 1-1 của BB. Nhà kín hết rồi nào.
Xin đi đều và xin nhà BL BB xin rua. Tham lai là 40 dành cho chim trẻ. Rồi bắt đầu có VA rồi. Có chứ. Cái lớp chuyển A áo thành công rồi. Chuyển A. Xin đi và chuyển A nâng cấp chim trẻ nào. Nâng cấp cung A. Cung A nâng rồi, bây giờ chỉ một lần nâng cấp cung A áo rất là sóc thôi. Một bay rồi đấy, một bay rồi đấy. Bay hết nào đấy. Để ăn tiếp theo. Ok. Đã thành công với tên đẩy cung A vừa rồi bên lớp. Và bây giờ chúng ta chuyển A hay áo kẹp Y đi. Ôi xin cái tủ luôn à. Rồi lủng nhà bên lớp luôn rồi. Cung A đã là hai áo đến từ cái tủ chim trẻ. À rồi. Bây giờ thì cung A kẹp Y nó là sự khác biệt hoàn toàn anh ạ. Bởi vì đây là Max C. Cái gì đấy? DC. Chơi. Thế nào? Ôi, xin ba anh ơi. Ôi anh ơi. Ôi. Quyết đi. Muộn rồi Lâm ơi. Xiên. Năm nay là tốt dành cho đủ chia sẻ và ngày mà chúng ta mang về lớp. Làm gì mà đỡ được rồi. Không ăn được vàng nữa đâu. Quyết. Là 67 trên 68 dành cho chim sẻ. Cung A kẹp đi. Đáng cười với nhà của ý lớp cháu gà. Cung nhà chính ra thôi. Bàn. Vâng, bàn 2 không chết đi luôn. Những người ý của lớp. Cung gà của lớp thì vẫn đang có một con ý của chim sẻ. Nhưng mà cháu chết rồi. Sát mét 9 rồi, đi kích 9 rồi. Tầm này em vòng vào nó không có gì đâu. Rồi, cụ đây thôi. Trên dốc rồi. 27 bên lớp đang ở dưới dốc để đấu quân với chim sẻ. Chậm dốc luôn đấy từ bên lớp ạ. À thế. Làm xung quanh là 35 rồi. Đấy đi thẳng từ góc xuống luôn. Đóng buộc lại cũng đã nhập để chém phát nổ. Rồi. Ok. Ra đi ăn cái bàn này là không có gì đấu. Rồi chơi đây. Rồi làm xung quanh là bắt đầu vào nhà bên lớp. Ôi anh ơi. Vâng, đang đấu quân trước mặt thì màu vòng vị dùng máy. Cảm giác rất là thốn đấy, đối thủ bên lớp đang giật cung A bên trong chém luôn. Rồi, 3-1 trong trận đấu thứ tư và hai đều VC trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất đáng tiếc khi chúng ta đánh rơi chiến thắng. Cày thật anh em ạ. Như vậy là một tấn công cá khá bất ngờ đấy thưa các bạn. Nhưng không thể hạ chúng ta và tỷ số được mình là hai đều trong buổi chiều ngày hôm nay. Cày quá anh em ạ, rất đáng tiếc trong buổi chiều ngày hôm nay bị cầm hòa. Thắng trận nhưng hòa C. Nhưng mà buổi chiều hôm nay bị cầm hòa anh em ạ. Cày thật. Cái đó chúng ta sẽ gặp lại từ đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hai đều về C là tỷ số chung cuộc. Hai đều về C. Bị cầm hòa trong buổi chiều hôm nay. Quá cày. Xin chào với lại anh em nha. Chim sẻ đi thắng hôm nay đối đầu với Sài Gòn.